Chương 2. Nhưng con hãy dạy điều hiệp với đạo lành, khuyên những người già cả phải tiết độ, nghiêm trang, khôn ngoan, có đức tin, lòng yêu thương và tính nhịn nhục, vẹn lành. Các bà già cũng vậy, phải có thái độ hiệp với sự thánh, đừng nói xấu, đừng uống rượu quá độ, và lấy điều khôn ngoan dạy bảo. Và dạy đàn bà trẻ tuổi biết yêu chồng con mình, có nết na, chinh chắn, trông nom việc nhà, lại biết ở lành, vâng phục chồng mình, hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào. Cũng phải khuyên những người trẻ tuổi ở cho có tiết độ. Hãy lấy mình con làm gương về việc lành cho họ trong sự dạy dỗ. Phải cho thanh sạch, nghiêm trang, nói năng, phải lời, không chỗ trách được, đặng kẻ nghịch, hổ thẹn, không được nói xấu chúng ta điều chi. Hãy khuyên những tôi tớ phải vâng phục chủ mình, phải làm đẹp lòng chủ trong mọi việc, chớ cãi trả, chớ ăn cắp vật chi, nhưng phải hằng tỏ lòng trung thành trọn vẹn, để làm cho tôn quy đạo Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta trong mọi đường. Vả, ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi. Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tinh kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời này theo tiết độ, công bình, nhân đức, đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng liều mình vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta là một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành. Hãy dạy các điều đó, lấy quyền đầy đủ mà khuyên bảo cõi trách, chứ để ai khinh dễ con.